Xin chào các anh chị và các bạn. Theo quy định, tất cả các chương trình khuyến mãi phải được duyệt bởi trưởng bộ phận kinh doanh và các bộ phận liên quan rồi mới áp dụng cho đại lý. Quang là một nhân viên kinh doanh mới vào làm Bridgestone nên anh đã không nắm được quy định này, đã vội vàng áp dụng chương trình khuyến mãi, gửi thông báo chương trình khuyến mãi cho đại lý. Sau đây mời các anh chị hãy đến một tình huống, một đoạn video, một cuộc họp thường xuyên vào sáng thứ hai hàng tuần của phòng kinh doanh giữa trưởng phòng Sơn và nhân viên kinh doanh Quang. Và báo cáo cho anh kết quả bán hàng của em từ vừa rồi. Thực ra mấy đại lý mà cam kết với mình á, họ đạt chỉ tiêu hết rồi. Mà riêng có đại lý Đạt á, thì hiện tại họ đang dưới một cái đơn hàng do bị sai giá. Hôm tuần trước họ cũng gọi cho anh, họ báo sai giá, em có tìm hiểu vấn đề này chưa? Em tìm hiểu rồi, là do bên logistics họ xác nhận họ quên kèm chương trình khuyến mãi này vô. Ủa mà chương trình khuyến mãi nào anh? Trước họp với anh xong á, thì mình có thống nhất là mình làm chương trình mà mua 100 lớp thì mình tặng 200 ngàn một lớp cho họ. Nhưng mà chương trình này đã được duyệt trên hệ thống cho em. Trước khi học xong là em có gửi mail cho anh luôn, em nhờ anh lên hệ thống duyệt giùm em rồi. Trời ơi, em làm như vậy là sai hết quy trình rồi. Đáng lẽ anh phải duyệt cho em trên hệ thống xong rồi em mới được phép báo với nhà phân phối. Còn nếu anh chưa duyệt cho em thì em phải nhắc anh để anh duyệt cho em chứ. Tại sao em lại đi báo với nhà phân phối trước như vậy? Thì một phần em thấy anh đã thống nhất với em bữa rồi, đồng ý cho em rồi. Thì em cũng sợ cuối tháng rồi, trễ quá nên em cũng tranh thủ em báo cho họ đặt kịp. Anh ơi, em sợ trễ giờ. Trong tình huống trên, Sơn có một số điểm chưa đúng sau đây. 1. Không xác đọc email và xác nhận thông tin cho Quang. 2. Không cập nhật thông tin chương trình khuyến mãi thường xuyên cho nhân viên. Và đối với Quang, 1. Không nắm rõ quy định của công ty. 2. Không xác nhận, không theo dõi chương trình khuyến mãi khi đã được thông qua. 3. Đã vội vàng cung cấp thông tin chương trình khuyến mãi cho đại lý. 4. Không chủ động tìm kiếm trưởng nhóm khi đơn hàng có vấn đề.